Lê Minh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, Tây Tạng với Trung Quốc là một vùng đất nhạy cảm, xét về lịch sử trong quá khứ và cả những gì đang diễn ra hiện nay. Tháng 10 năm 1950, tức là chỉ mới một năm sau khi chiếm lĩnh thành công Trung Hoa lục địa, 80.000 binh lính Trung Quốc bắt đầu tràn qua vùng đất Tây Tạng. Và cũng chỉ đúng một năm sau, tháng 10 năm 1951, quân đội của Mao Trạch Đông đã kiểm soát thủ phủ Lhasa, trái tim của Tây Tạng. Trước tình cảnh đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 vẫn theo đuổi chính sách biến Tây Tạng thành vùng đất trung lập, nhưng có vẻ khó thành hiện thực. Năm 1954, Đạt Lai Lạt Ma thân chinh đến Bắc Kinh để diện kiến lãnh tụ Trung Quốc Mao Trạch Đông. Ngài lưu trú ở Bắc Kinh cả tháng trời để tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài cho vùng đất Tây Tạng thời hiện đại, vốn xa lạ với chuyện binh đao giết chóc. Song chuyến đi vất vả ấy của vị lãnh tụ tinh thần Tây Tạng chẳng hứa hẹn điều gì sáng sủa cho số phận của vùng cao nguyên lạnh giá. Đạt Lai Lạt Ma về đến Tây Tạng với tâm trạng nặng trĩu, bất an, vì lúc này người ta có thể ngửi thấy mùi chiến tranh phảng phất khắp thủ phủ Lhasa. Và chuyện gì đến cũng đã đến. Tháng 3 năm 1959, binh lính Bắc Kinh với số đông áp đảo đã đồng loạt nổ súng và làm chủ hoàn toàn Lhasa trước một sự kháng cự yếu ớt của binh sĩ nghiệp dư Tây Tạng. Trước khi chiến sự nổ ra, Đạt Lai Lạt Ma 14 đã kịp cải trang và cùng đoàn tùy tùng rời khỏi Lhasa. Sau nửa tháng di chuyển bằng đường bộ, băng qua dãy Hy Mã Lạp Sơn, ngài đến Dharamsala, vùng đông bắc Ấn Độ và sống lưu vong cho đến ngày nay. Vâng, đó là những trang sử bi thương của vùng đất được mệnh danh là nóc nhà thế giới hay là tháp nước của châu Á này. Hiện nay, Trung Quốc nhìn thấy ở Tây Tạng những tiềm năng lớn về địa chính trị nhiều đến mức họ bị ám ảnh với ý tưởng kiểm soát chặt chẽ vùng đất này. Đơn giản là ở đây không được có tiếng nói khác ngoài tiếng nói của Bắc Kinh. Nhưng liệu có một ngày nào đó không xa, người Tây Tạng sẽ lại được tự do lựa chọn số phận cho dân tộc mình? Trong video hôm nay, Lê Minh xin mời quý vị cùng đào sâu phân tích chủ đề này. Nhưng trước khi bắt đầu hành trình ngày hôm nay thì mong quý vị hãy dành ra 3 giây thôi để ấn vào nút like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hấp dẫn nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, bắt đầu thôi! Trấn áp Tây Tạng. Trung Quốc đã thực hiện một cuộc xâm lược quân sự Tây Tạng vào năm 1950 như đã nói, đồng thời thiết lập một nền chính trị và quân sự chuyên chế tại khu vực này. Cuộc xâm lược này đã dẫn đến việc Tây Tạng trở thành một phần của Trung Quốc. Ngay khi đế giày của chế độ Bắc Kinh đặt tại Tây Tạng, Trung Quốc đã thực hiện các chính sách nhằm địa lý hóa và đồng nhất Tây Tạng với lãnh thổ Trung Quốc. Điều này bao gồm việc xây dựng hạ tầng giao thông, trong đó có các khu định cư là người Trung Quốc vào khu vực, và hạn chế sự tự trị cũng như bóp nghẹt văn hóa của người Tây Tạng. Trung Quốc không chỉ kiểm soát chính trị ở đây mà còn thực hiện cả việc kiểm soát tư tưởng, bao gồm việc kiểm soát các hoạt động tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa của người Tây Tạng. Nếu người dân nào phản đối chính sách của chính quyền, họ phải đối mặt với sự truy quét và bị tống vào tù. Để người Tây Tạng nhiều thế hệ sau quên đi nhận thức về lịch sử và lãnh thổ của mình, chính phủ Trung Quốc đã thực hiện chính sách Hán hóa. Vào ngày 10 tháng 3 năm 1959, các cuộc biểu tình bắt đầu ở Tây Tạng phản đối sự hiện diện của Bắc Kinh. Tiếp theo là một cuộc đàn áp tàn bạo của Trung Quốc và vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma phải rời bỏ quê hương của mình. Người Tây Tạng đã lấy ngày 10 tháng 3 là ngày kỷ niệm ngày khởi nghĩa quốc gia. Đến ngày 10 tháng 3 năm 2024, họ đã thực hiện các cuộc biểu tình ở Ấn Độ. Đây chính là ngày mà cách đây 65 năm, tổ tiên của họ đã cùng nhau đứng lên để chống lại những kẻ áp bức Trung Quốc. Hàng trăm người Tây Tạng đã xuống đường để lên tiếng phản đối việc Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp Tây Tạng. Người Tây Tạng ở hải ngoại cũng đồng thời xuống đường để nói lên tiếng nói của mình. Và thực tế đã có nhiều cuộc biểu tình khác nhau ở Tây Tạng trong những thập kỷ qua. Điều này vốn cực kỳ khó thực hiện vì tất cả các cuộc biểu tình và bất kỳ dấu hiệu bất đồng chính kiến nào đều đã và đang gặp phải vũ lực tàn bạo, bao gồm bắn súng, bắt giữ và tra tấn, bỏ tù, thậm chí hành quyết cùng các hành động tàn bạo khác. Nhưng mà cường quyền thì chưa bao giờ chấn áp được, và ngày 10 tháng 3 là một ngày kỷ niệm quan trọng của người Tây Tạng.
Vào ngày 10 tháng 3 năm 1987, đã có những cuộc biểu tình lớn ở Tây Tạng, vào thời điểm mà hàng nghìn người Tây Tạng đã thực hiện một cuộc nổi dậy chống lại sự cai trị của Trung Quốc. Điều đó đã dẫn đến cái chết của 10 trong số 1.000 người Tây Tạng ngay trong cuộc nổi dậy đó. Nhưng có một sự thật còn đau đớn hơn, đó là kể từ khi mà Trung Quốc chiếm đóng Tây Tạng, thì khoảng 1,2 triệu người Tây Tạng đã chết vì bị tra tấn hay là chết đói v.v. Đây là báo cáo của Tổ chức Báo chí Thống nhất Quốc tế. Con số này tương đương với khoảng 1/5 dân số Tây Tạng và nhiều điều khủng khiếp hơn vẫn đang được thực hiện. Nhưng nó lại là vấn đề góc khuất đối với các phương tiện truyền thông. Cuối tháng 2 vừa qua, Telegraph đăng tải thông tin hơn 1.000 người bị bắt khi Trung Quốc trấn áp các cuộc biểu tình hiếm hoi ở Tây Tạng. Điều đáng nói là hàng trăm nhà sư và người biểu tình xuống đường phản đối kế hoạch phá hủy 2 ngôi làng và 6 tu viện để xây đập. Những người này có phải là lực lượng vũ trang không? Họ có vũ khí không? Họ có quân đội không? Tất cả đều không, nhưng họ lại phải chịu đàn áp thẳng tay. Đây chính là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, vì những người không được trang bị vũ khí, không phải lực lượng quân đội thì đều được xếp là thường dân. Theo báo cáo thì chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ hơn 1.000 người Tây Tạng trong một ngày, trong một cuộc đàn áp sâu rộng sau khi các cuộc biểu tình rầm rộ chưa từng có nổ ra gần 2 tuần trước. Nguyên nhân của cuộc biểu tình này là Trung Quốc ép hàng nghìn người dân phải di rời để xây dựng một đập thủy điện. Nhưng người dân ở đây thì đã không đồng ý và tổ chức biểu tình ôn hòa để phản đối việc tàn phá 2 ngôi làng và 6 tu viện đó. Thế nhưng mà cảnh sát Trung Quốc thì đã đáp trả những người biểu tình bằng súng điện, vòi rồng và bình xịt hơi cay, bắt giữ ít nhất 100 người. Ngày hôm sau, Trung Quốc bắt giữ hơn 1.000 người Tây Tạng ở Dezhe, một trung tâm lớn về văn hóa và lịch sử Tây Tạng, đồng thời cũng là nơi con đập sắp được xây dựng. Trên mạng xã hội X đã bắt đầu xuất hiện những đoạn video ngắn ghi lại cảnh cảnh sát Trung Quốc cưỡng chế và đánh đập các nhà sư Tây Tạng mặc áo choàng màu đỏ sẫm. Tuy nhiên, cơ quan kiểm duyệt của chính phủ Trung Quốc đã nhanh chóng loại bỏ những đề cập đến các cuộc biểu tình và cuộc đàn áp tiếp theo ngay trong chính Trung Quốc. Người dân địa phương được cho là đã bị tịch thu điện thoại và các cụm từ tìm kiếm quan trọng như là cuộc biểu tình đập Dezhe đã bị chặn trên các công cụ tìm kiếm Internet của Trung Quốc. Những cuộc biểu tình công khai như vậy phải nói là rất hiếm ở Trung Quốc, vì sự giám sát chặt chẽ của chính phủ cả về mặt vật lý lẫn kỹ thuật số khiến các nhóm khó tổ chức, và làm như vậy thì có nguy cơ bị bắt giữ, tra tấn và cũng có thể là tử vong rất lớn. Các cuộc biểu tình ở Dezhe là chưa từng có và có thể là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi các cuộc biểu tình rầm rộ đã làm rung chuyển Trung Quốc vào cuối năm 2022, khi mà lúc đó người dân xuống đường biểu tình một cách ôn hòa, phản đối 3 năm hạn chế chặt chẽ của Covid. Các sự kiện ở Dezhe là một ví dụ về chính sách phá hoại của Bắc Kinh ở Tây Tạng. Chế độ Trung Quốc đã trà đạp lên quyền người của người Tây Tạng và phá hủy một cách tàn nhẫn, cũng như là không thể cứu vãn được những tài sản văn hóa có giá trị tại đây. Các dự án cơ sở hạ tầng và phát triển của Bắc Kinh không chỉ là mối đe dọa đối với người dân Tây Tạng mà còn là đối với cả an ninh khu vực, đặc biệt là khi nói đến nguồn cung cấp nước cho các nước châu Á bị ảnh hưởng. Tây Tạng là con át chủ bài để thống trị châu Á của Trung Quốc. Tây Tạng là một trong những khu vực có tầm quan trọng lớn đối với hệ thống sông châu Á. Nó là nơi bắt nguồn của một số sông lớn và quan trọng nhất trong khu vực. Thứ nhất đó là sông Mekong, Lan Thương. Sông Mekong là một trong những con sông dài nhất châu Á và có nguồn gốc từ Tây Tạng. Sông này chảy qua nhiều quốc gia như Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Thứ hai là sông Dương Tử. Đây cũng là một trong những con sông dài nhất Trung Quốc và là con sông quan trọng nhất của nước này. Nó có nguồn gốc từ Tây Tạng và chảy qua nhiều tỉnh cũng như là thành phố lớn của Trung Quốc như Thanh Đảo, Tứ Xuyên và Quảng Đông, v.v. Thứ ba, sông Hoàng Hà. Sông Hoàng Hà là một trong những con sông lớn nhất Trung Quốc và là một trong những con sông lớn nhất thế giới. Nó có nguồn gốc từ Tây Tạng và chảy qua các khu vực như Quảng Tây, Hà Bắc và Hà Nam. Thứ tư là sông Brahmaputra. Sông Brahmaputra là một trong những con sông lớn nhất Ấn Độ và chảy qua nhiều quốc gia như Ấn Độ, Bangladesh và Trung Quốc. Nguồn gốc của sông này cũng được tìm thấy ở Tây Tạng. Những con sông nói trên đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước, nguồn lợi kinh tế và du lịch cho nhiều quốc gia trong khu vực và khắp cả châu Á. Trong 4 con sông lớn kể trên thì có con sông Mekong là sông có dòng chảy chảy qua nhiều quốc gia và lưu vực rộng lớn nhất.
Do đó, chỉ cần kiểm soát đầu nguồn nước ở Tây Tạng, Bắc Kinh sẽ kiểm soát được châu Á và Ấn Độ vốn là đối thủ cũng không ngoại lệ. Trung Quốc kiên quyết phải thống trị được Tây Tạng bằng mọi giá. Việc kiểm soát nguồn nước Tây Tạng đã trở thành một mối quan tâm lớn đối với cả khu vực và các quốc gia lân cận. Đặc biệt là Tây Tạng được coi là thiên đường nước của châu Á, nơi mà nhiều con sông bắt nguồn từ đó. Trong quá khứ và hiện tại, Trung Quốc đã triển khai nhiều dự án thủy điện lớn trên các con sông có nguồn gốc từ Tây Tạng như sông Mekong, sông Dương Tử và sông Hoàng Hà. Những dự án này không chỉ đem lại nguồn năng lượng mà còn làm thay đổi dòng chảy của các con sông, ảnh hưởng đến nguồn nước và đời sống của hàng triệu người dân sống dọc theo lưu vực sông. Ngoài ra, Trung Quốc cũng có kế hoạch phát triển các hệ thống chuyển dòng nước, bao gồm các dự án chuyển nước từ các vùng lân cận vào vùng khô cằn ở miền Bắc Trung Quốc. Điều này có thể dẫn đến sự tranh chấp và căng thẳng với các quốc gia lân cận như là Ấn Độ, Việt Nam, Lào hay là Campuchia, mà nguồn nước của họ cũng phụ thuộc vào các con sông bắt nguồn từ Tây Tạng. Tổ chức và các nhóm nhân quyền đã bày tỏ lo ngại về tác động của các dự án thủy điện và các hoạt động kiểm soát nguồn nước của Trung Quốc đối với môi trường, sinh kế và quyền lợi của cộng đồng dân cư trong khu vực. Kiểm soát nguồn nước thôi chưa phải là tất cả, mà việc kiểm soát Tây Tạng đã mang lại cho Trung Quốc một số lợi thế chiến lược và quân sự trong khu vực một cách rộng lớn hơn. Như chúng ta đã biết, Tây Tạng nằm ở trung tâm của các khu vực như là Nam Á, Đông Nam Á và Trung Á. Việc kiểm soát Tây Tạng giúp Trung Quốc có một vị trí chiến lược đối với các lộ trình thương mại và quân sự trong khu vực, cũng như một ưu thế trong việc tạo ra và kiểm soát các tuyến đường thông qua núi cao. Mặt khác, Tây Tạng giáp danh với các quốc gia như Ấn Độ, Nepal và Bhutan, một vùng có tầm quan trọng chiến lược đối với Trung Quốc. Việc kiểm soát Tây Tạng giúp Trung Quốc duy trì và mở rộng lợi thế quân sự và an ninh ở các khu vực biên giới này. Tây Tạng là nơi chứa lượng lớn tài nguyên tự nhiên, bao gồm nước, khoáng sản, rồi là năng lượng. Việc kiểm soát Tây Tạng cho phép Trung Quốc tận dụng và kiểm soát các tài nguyên này theo cách mà họ mong muốn, đồng thời cũng mang lại sức mạnh đối với việc quản lý môi trường và nguồn nước cho các vùng lân cận. Quan trọng nhất là việc kiểm soát Tây Tạng cung cấp cho Trung Quốc một tầm nhìn chiến lược về các quốc gia lân cận và vùng lãnh thổ, giúp họ theo dõi và can thiệp vào các hoạt động chính trị, kinh tế và quân sự trong khu vực. Tóm lại, kiểm soát Tây Tạng mang lại cho Trung Quốc một loạt các lợi thế chiến lược và quân sự trong khu vực này. Từ việc kiểm soát địa lý và quân sự đến tài nguyên và môi trường, cũng như tầm nhìn chiến lược đối với các quốc gia lân cận. Do đó, chỉ cần Tây Tạng độc lập thì toàn bộ tham vọng của Bắc Kinh cũng đều trở nên vô vọng. Đương nhiên, chiêu vũ khí hóa nguồn nước để kiểm soát châu Á cũng tan thành mây khói. Mà ngược lại, Tây Tạng sẽ kiểm soát nơi đầu nguồn của hai con sông lớn của Trung Quốc, vốn được coi là nguồn sống của nền nông nghiệp nước này. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nếu Trung Quốc để Tây Tạng độc lập, tức là Trung Quốc mất kiểm soát về Tây Tạng thì có thể dẫn đến sự bất ổn nội bộ và sự tranh chấp trong nước, đặc biệt là từ các nhóm dân tộc thiểu số và các nhóm yêu cầu độc lập như Tân Cương, Đài Loan, Nội Mông, vùng tự trị Duyên Hải Quảng Tây. Do đó, một Trung Quốc rộng lớn sẽ bị chia làm năm. Điều này tạo ra một loạt các biến động trong khu vực và ảnh hưởng đến các quan hệ quốc tế của Trung Quốc, đặc biệt là với các quốc gia lân cận như Ấn Độ, Nepal và Bhutan. Như chúng ta vừa nói ở trên, Tây Tạng giữ một vị trí chiến lược quan trọng đối với Trung Quốc về mặt địa lý và quân sự. Mất kiểm soát về Tây Tạng có thể làm mất một phần của sự ảnh hưởng và lợi thế quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Trên thực tế, trong suốt lịch sử, có nhiều lời tiên tri và dự đoán về việc Trung Quốc có thể bị chia nhỏ hoặc chịu ảnh hưởng từ các yêu sách độc lập của các khu vực nội bộ. Tuy nhiên, việc này vẫn còn là một vấn đề rất nhạy cảm và chưa được chấp nhận rộng rãi trong các văn kiện chính thống. Người xưa có câu, người không trị thì trời trị, và một thể chế tồn tại bằng cường quyền và thành tựu lại được viết bằng máu của thường dân vô tội thì khó mà trường tồn. Đó thực sự là chân lý. Tây Tạng có phải là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời cổ đại? Trung Quốc luôn tuyên bố rằng Tây Tạng là một phần của họ từ thời cổ đại. Tuy nhiên thì sự thật lại hoàn toàn khác. Tây Tạng là một quốc gia độc lập, có chính phủ, tôn giáo, ngôn ngữ, luật pháp và cả phong tục riêng. Lịch sử của Tây Tạng bắt đầu từ năm 127 trước Công Nguyên và sau đó nó được cai trị bởi các triều đại khác nhau. Tức là trong lịch sử, Tây Tạng đã tồn tại như là một quốc gia độc lập và có sự tự trị trong một thời kỳ dài.
Trong thế kỷ thứ 7, Tây Tạng đã thiết lập đế chế Tây Tạng và có thời kỳ thịnh vượng với văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Đây là thời kỳ mà Tây Tạng có sự chiếm đóng và kiểm soát lãnh thổ của mình mà gần như không bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc. Tuy nhiên, vào thế kỷ 13, sau khi đế quốc Mông Cổ của Thành Cát Tư Hãn chiếm đóng phần lớn Tây Tạng, thì vùng đất này trở thành một phần của đế quốc Mông Cổ. Sau đó, quyền lực của Tây Tạng dần dần giảm đi và Trung Quốc bắt đầu can thiệp vào vấn đề nội bộ của Tây Tạng. Trong thế kỷ 18 và 19, quân đội Trung Quốc bắt đầu thực hiện các chiến dịch quân sự vào Tây Tạng và đặt ra các quản lý thuộc sở hữu của mình tại đây. Điều này đã dẫn đến việc Tây Tạng dần trở thành một phần của lãnh thổ Trung Quốc và cuối cùng là hợp nhất chính thức vào Trung Quốc vào năm 1951 sau khi quân đội Trung Quốc thực hiện cuộc xâm lược và chiếm đóng Tây Tạng. Do đó, trong quan điểm của Trung Quốc, Tây Tạng đã là một phần của lãnh thổ Trung Quốc từ thời cổ đại, trong khi trong quan điểm của một số người dân và quốc gia khác thì Tây Tạng đã từng là một quốc gia độc lập và có sự tự trị trước khi bị Trung Quốc chiếm đóng. Câu hỏi là tại sao cộng đồng quốc tế lại không ngăn cản sự xâm lược của Trung Quốc vào Tây Tạng? Điều này liên quan đến nhiều yếu tố, bao gồm chính trị, kinh tế và quốc tế. Chúng ta sẽ xét trên các mặt cụ thể như sau. Về quan điểm chính trị, một số quốc gia, đặc biệt là những quốc gia có mối quan hệ mật thiết với Trung Quốc hoặc có quan điểm chính trị khác biệt, có thể không muốn can thiệp vào vấn đề Tây Tạng vì lợi ích chính trị hoặc là kinh tế của mình. Về sức mạnh quân sự của Trung Quốc, Trung Quốc là một trong những quốc gia có quân đội mạnh mẽ hàng đầu thế giới và có khả năng tiềm ẩn đối với bất kỳ quốc gia nào muốn tham gia vào một cuộc xung đột quân sự. Điều này có thể làm cho nhiều quốc gia cảm thấy khó khăn khi mà muốn tham gia vào các biện pháp ngăn chặn. Về kinh tế và thương mại, Trung Quốc cũng là một trong những quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới và có mối quan hệ thương mại quan trọng với nhiều nước. Việc áp đặt biện pháp trừng phạt kinh tế có thể gây ra tác động lớn đến nền kinh tế và thương mại của các quốc gia khác. Một điểm cực kỳ quan trọng là vấn đề Tây Tạng không nằm trong chương trình nghị sự của bất kỳ một chính trị gia nào, cho nên con đường tìm kiếm độc lập và tự do của vùng đất này là rất mù mờ. 65 năm qua, tội ác về vi phạm nhân quyền ở đây vẫn tồn tại như thế, những cuộc đàn áp đẫm máu vẫn xảy ra, nhưng mà không một phương tiện truyền thông nào có thể đăng tải sự thật về nó. Tiếng nói yếu ớt của cộng đồng quốc tế đang giúp cho Bắc Kinh ngang nhiên và thách thức hơn. Nhưng vấn đề Tây Tạng vẫn còn một chỗ hở cho Ấn Độ sử dụng. Đó là New Delhi có thể cung cấp hỗ trợ cho các phong trào tự trị và các nhóm dân tộc thiểu số trong Tây Tạng, đặc biệt là những nhóm mà Trung Quốc coi là nhạy cảm. Điều này có thể tạo ra áp lực chính trị và tâm lý đối với chính phủ Bắc Kinh. Thêm vào đó là Ấn Độ có thể tìm kiếm sự hợp tác với các quốc gia có lợi ích chung và quan ngại chung về sự mở rộng của Trung Quốc trong khu vực. Việc hợp tác này có thể làm tăng cường áp lực đối với Trung Quốc từ phía quốc tế, đồng thời có thể hỗ trợ các tổ chức quốc tế hoạt động trong lãnh thổ của Tây Tạng và đóng góp vào việc nâng cao nhận thức quốc tế về tình hình ở đó, đặc biệt là về các vấn đề nhân quyền và tự trị. Ấn Độ có thể sử dụng vai trò của mình trong cộng đồng quốc tế để thúc đẩy các cuộc thảo luận và hợp tác quốc tế về vấn đề Tây Tạng và tạo ra áp lực đối với Bắc Kinh. Nhưng nếu Ấn Độ thực hiện những hành động này, thì cũng có thể làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc và gây ra bất ổn trong khu vực. Không có sức mạnh bên ngoài nào có thể giải phóng xiềng xích cho các dân tộc tồn tại dưới đế giày cương quyền của một chế độ. Chỉ có sức mạnh của chính những người dân Trung Quốc mới có thể tìm thấy con đường tự do và dân chủ cho chính mình mà thôi. Và đương nhiên là họ phải thức tỉnh. Chiếc ô tô lao vào phủ chủ tịch của Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Vào tối ngày 10 tháng 3, đêm trước khi kỳ họp quốc hội kết thúc, có tin có người lái xe vào Trung Nam Hải vào ban đêm. Trong video này được quay bằng điện thoại di động được tải lên mạng, chúng ta có thể thấy một chiếc ô tô 4 chỗ màu đen đậu trước cổng chính Tân Hoa Xã ở Trung Nam Hải và một nhóm nhân viên bảo vệ đang tràn lên. Chúng ta cũng có thể nghe thấy một người đàn ông đang la hét Đảng Cộng sản sát nhân. Rồi có người hét lên, nó đã bị cảnh sát vũ trang kiểm soát. Có vẻ như một người bảo vệ tại hiện trường đang dùng bộ đàm để báo cáo và giọng nói đã được ghi lại. Sau đó thì người tài xế bị kéo ra khỏi ghế lái đang nhanh chóng bị lôi đi. Các bảo vệ cũng kiểm tra các ghế khác trên xe và không tìm thấy ai khác trên xe. Người quay video cũng nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường. Khi bị dẫn đi, tài xế không hô khẩu hiệu nữa hoặc có thể đã bị dùi cui điện đánh bất tỉnh. Điều đáng chú ý là đoạn video về vụ việc này đã được đăng lên mạng ngay sau khi nó xảy ra và người ta nghi ngờ rằng nó đã được đăng trực tiếp trên Twitter.
Khi đó, người chụp ảnh có thể đã lên kế hoạch phối hợp với người đột nhập vào Trung Nam Hải. Đây có phải lần đầu tiên có người xông vào tận phủ chủ tịch để làm loạn hay không? Câu trả lời là không. Năm 1960, có một cô gái đến từ Hành Dương, Hồ Nam, tên là Lưu Quý Dương, đi thẳng đến Bắc Kinh để yêu cầu Mao chủ tịch giải thích về tình hình hiện trạng khiến người dân đang chết đói la liệt. Đến Bắc Kinh, cô đi thẳng đến Trung Nam Hải, nhưng vừa đến cửa thì đã bị nhân viên bảo vệ chặn lại. Nhân viên bảo vệ nghe thấy liền nói: "Cái gì? Muốn gặp Mao chủ tịch? Cô nghĩ mình là ai? Trung ương Đảng và Quốc vụ viện, chủ tịch Mao mỗi ngày có nhiều việc phải làm, nói muốn gặp lúc nào cũng được à? Mau ra ngoài." Trên thực tế, lúc đó Mao Trạch Đông không có mặt ở Trung Nam Hải. Cuối tháng 7, ông đến Bắc Đới Hà nghỉ dưỡng. Lưu Quý Dương chỉ nhìn thấy cửa Trung Nam Hải liền bị đuổi về. Càng nghĩ cô càng tức giận nên viết hai tấm biển lên bìa cứng. Một tấm biển viết: "Xóa bỏ các hợp tác xã nhân dân, cả gia đình 6 người của chúng tôi đã chết đói." Một tấm bảng khác ghi: "Đà đảo Chủ tịch Mao, Bành Đức Hoài muôn năm." Điều này khi đó đã gây chấn động xã hội Trung Quốc thời bấy giờ, vì đây là sự cố đầu tiên một phụ nữ nông thôn dám cả gan đến thế. Và bây giờ sự kiện tối 10 tháng 3 một lần nữa khiến xã hội Trung Quốc phải dậy sóng. Hiện chưa rõ là chủ của chiếc xe ô tô đen kia là ai và nguyên nhân của vụ việc là gì. Nhưng nền tảng mạng xã hội X thì đã bị cấm ở Trung Quốc, còn Internet bị kiểm duyệt rất chặt chẽ ở nước này. Vậy thì tại sao video này lại lan truyền trên X, nơi mà sức lan tỏa của nó khủng khiếp? Điều này đã nói lên một vấn đề: người dân Trung Quốc đang trở nên khó bảo hơn, họ đang thay đổi. Và đây sẽ là một thách thức lớn đối với chính quyền của ông Tập Cận Bình. Bất luận là đối thủ chính trị của ông sử dụng vụ việc này để kích động trong nước hay là sự bất bình đến từ chính người dân, thì hậu quả của nó cũng thực sự khó lường. Mở đầu tác phẩm kinh điển Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhà văn La Quán Trung nói: "Thế lớn trong thiên hạ, cứ tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại tan. Xem thế thì đủ biết, chẳng có một vương triều nào có thể tồn tại vĩnh cửu, dù những người cai trị vẫn luôn không ngừng mong muốn quyền lực của mình kéo dài nghìn đời nghìn kiếp." Hiện nay, Tây Tạng và cả Tân Cương nữa đều đang là những tử huyệt của Bắc Kinh. Chỉ cần một trong hai vùng đất này thoát ly ra được sự kiềm chế của chính quyền Trung ương, thì Trung Quốc có thể sẽ phải gánh chịu một thảm họa địa chính trị lớn nhất thế kỷ, thậm chí còn đáng nói hơn là sự kiện Liên Xô tan rã năm 1991. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Quý vị hãy để lại quan điểm của mình ở bên dưới để thảo luận trực tiếp với Lê Minh. Một lần nữa, đừng quên nút like và đăng ký kênh. Hy vọng quý vị đã có được những kiến thức bổ ích ngày hôm nay. Lê Minh hẹn gặp lại trong những hành trình mới.